Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup nữ được tổ chức với 32 đội tham dự. Số lượng các trận đấu vòng bảng tăng lên đáng kể. Giải đấu cũng đón chào tới 8 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt bao gồm Việt Nam, Philippines, Zambia, Maroc, Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha, Panama. Trước ngày khai mạc, trang Fox Sports Mỹ đã đưa ra danh sách 10 trận đấu đáng chú ý nhất vòng bảng World Cup nữ 2023. Trong số này có cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và nhà đương kim vô địch Mỹ. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup. Danh sách các trận đấu do Fox Sports lựa chọn. Bảng E, Việt Nam vs Mỹ. Cuộc hành trình bắt đầu. Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại một kỳ World Cup. Trong khi tuyển Mỹ hướng tới việc trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch 3 kỳ World Cup nữ liên tiếp. Đội tuyển nữ Việt Nam có quá trình chuẩn bị kỹ càng trước thềm World Cup. Bảng New Zealand vs Na Uy. Trận đấu khai mạc của World Cup. Cả hai đội tuyển đều có nhiều cơ hội để giành vé lọt vào vòng 1/8. Hai đội bóng còn lại trong bảng đấu là Philippines và Thụy Sĩ. Lần gần nhất gặp nhau, Na Uy đã thắng New Zealand 2-0. Bảng B, Australia vs Ireland. Trong khi New Zealand khá may mắn khi nằm ở một bảng đấu tương đối dễ thở thì nước đồng chủ nhà Australia lại gặp nhiều khó khăn hơn. Đội bóng xứ chuột túi khởi đầu với trận gặp Ireland đội tuyển có thể lực dồi dào và từng gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch Mỹ. Dù vậy, tuyển Australia với đội trưởng Sam Kerr cũng đang rất tự tin khi vừa đánh bại tuyển Anh cách đây ít ngày. Họ đang có khí thế lớn để bước vào World Cup. Sam Kerr là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Bảng B, Nigeria vs Canada. Tuyển Canada bị phân tâm bởi một số vấn đề bên ngoài sân cỏ, nhưng họ vẫn tự tin vào một chiến thắng. Nhưng trước tiên họ cần vượt qua Nigeria đầy mạnh mẽ trước. Bảng B, Canada vs Australia. Trận đấu có thể mang tính quyết định ngôi đầu bảng B. Australia sẽ là đội có lợi thế hơn, ít nhất là về mặt di chuyển. Bảng C, Nhật Bản vs Tây Ban Nha. Việc Tây Ban Nha có thể đánh bại được Nhật Bản hay không có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Alexia Putella, cầu thủ đạt 2 quả bóng vàng nhưng đã từng phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Bảng D, Trung Quốc vs Anh. Nhà vô địch châu Á đấu với nhà vô địch châu Âu. Một số chấn thương của các ngôi sao sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức mạnh của đội tuyển Anh. Tuyển Anh đang là đương kim vô địch châu Âu. Bảng Mỹ vs Hà Lan. Rất hiếm khi hai đội vô địch và á quân của một kỳ World Cup gặp nhau ngay tại vòng bảng World Cup tiếp theo, nhưng World Cup 2023 sẽ chứng kiến điều đó. Cả hai đội đều có khả năng đi tiếp rất cao. Cuộc đọ sức giữa họ nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng. Bảng F, Pháp vs Brazil. Tương tự như trận đấu Mỹ vs Hà Lan, cả Pháp và Brazil đều sáng cửa đi tiếp và sẽ đua tranh cho ngôi nhất bảng. Bảng H, Đức vs Colombia. Đội tuyển Đức được kỳ vọng sẽ có một World Cup thành công sau khi giành ngôi Á quân Euro 2022. Dù vậy, nếu nhất bảng H, họ có thể gặp Brazil hoặc Pháp ở ngay vòng 1/8. Còn tuyển nữ Colombia đã trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2015.